nắng tội. Hơi nắng nha anh em, nắng hơi chói không thấy rõ nha anh em. Chín cái gữ 10 kg. Cái này là máy phát điện của Thái Lan chứ không phải là Honda của Nhật nha anh em. Này là máy phát điện made in Thái Lan. Hôm nay mình test thử cái máy này để là 9 kW, 9,5 kW tới 10 kg. Bây giờ mình test là cái nồi. Cái nồi cơm điện này là 2000W nè. Cái ấm điện này là 1500W nè. Cái ấm điện này là 1500W nè, còn máy sấy tóc này là 1100W nè. Tổng cộng là 3000 với 2000 là 5000 với 1001 là 6100, 6100W. Giờ hôm nay mình chạy thử cái máy phát điện Thái Lan này. Có chạy nổi đúng được 6000W không? 6001W không? Cái máy này là máy Thái Lan anh em chứ không phải là máy Nhật nha anh em. Nó rõ nghe máy Thái Lan nha. Giờ mình đời mình chạy thử luôn. Yeah.